Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh FBNC. Chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với phần cuối cùng của chương trình ngày hôm nay, đó là phần bình luận về thị trường chứng khoán Việt Nam cùng với khách mời, đó là anh Mạnh Hiếu đến từ công ty chứng khoán Phú Hưng. Vâng, thưa anh Hiếu, thì để mở đầu cho phần 3 của chương trình này thì chúng tôi xin được đặt câu hỏi như sau. Anh đánh giá như thế nào về xu hướng hiện tại của VN Index? Nếu như mà chúng ta nhìn lại cái tuần giao dịch vừa rồi thì VN Index cho thấy những cái tín hiệu hết sức là tích cực khi mà đã đóng cửa được trên ngưỡng kháng cự mạnh 580 cũng như 590 điểm. Điều này hàm ý khá tốt về cái sự phục hồi của VN Index cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới. Khi mà tôi quan sát kỹ những chỉ báo kỹ thuật thì tôi vẫn nhận thấy rằng những cái tín hiệu tích cực, mặc dù thị trường có những phiên điều chỉnh trong tuần, nhưng mà khi mà về cuối tuần thì phiên giao dịch thứ 6 lại cho thấy những sự cải thiện nhất định. Điều này hàm ý rằng xu hướng chính của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn có thể tiếp tục phục hồi trong thời gian tới. Tuy nhiên, nếu như mà quan sát kỹ thì thị trường chứng khoán Việt Nam đang gặp một cái sự cản khá lớn ở ngưỡng 600 điểm. Đây là một cái ngưỡng kháng cự tâm lý khá mạnh đối với nhà đầu tư, và có phần nào đó họ khá là dè dặt khi mà chỉ số tiếp cận cái ngưỡng này. Do đó, quan điểm của tôi cho rằng chỉ số cần có sự tích lũy nhất định trước khi mà vượt qua ngưỡng 600 điểm và tiến lên thử thách được những ngưỡng kháng cự cao hơn trong thời gian tới. Vâng, anh có cho rằng là nhà đầu tư có nên tham gia thị trường ở giai đoạn hiện tại để đón đầu xu hướng tăng mới hay không? Nếu như mà xét về mặt phân tích thì VN Index vẫn có thể tiếp tục tiến lên thử thách được những ngưỡng kháng cự cao hơn. Tuy nhiên, nếu như mà xét về khía cạnh đầu tư thì giai đoạn hiện tại, nếu như mà nhà đầu tư tham gia thị trường ngay lập tức ở thời điểm hiện tại thì có phần là rủi ro nhiều hơn. Do đó, tôi khuyến nghị nhà đầu tư tại thời điểm hiện tại chỉ nên quan sát thị trường, và khi mà thị trường vượt qua được ngưỡng kháng cự tâm lý 600 điểm thì lúc đó mới nên gia tăng tỷ trọng cổ phiếu của mình vào những doanh nghiệp niêm yết trên sàn. Đặc biệt là khi mà các nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng thì nên chú ý đến những cổ phiếu mà có kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2016 khả quan, cũng như là nền tảng cơ bản tốt và có khả năng dẫn dắt thị trường trong thời gian tới. Vâng, có thể thấy theo nói là cái ngưỡng 600 điểm là một cái lực cản về tâm lý, và nếu mà vượt qua thì chắc chắn đây con số của VN Index sẽ tiếp tục tăng mạnh. Thưa anh, thì mùa đại hội cổ đông năm nay thì chúng tôi đã có ghi nhận được một trường hợp đặc biệt là từ KLS, khi mà mã này vừa được đại hội cổ đông thông qua việc giải thể, thì anh có đánh giá như thế nào về xu hướng của cái cổ phiếu này trong thời gian tới không? Nếu như mà xét về mặt cơ bản thì báo cáo tài chính của KLS vẫn cho thấy được cái khả năng mà doanh nghiệp này có thể hoạt động trong thời gian tới. Tuy nhiên, nếu như mà xét về tiềm năng phát triển trong ngành chứng khoán thì ban lãnh đạo của KLS nhận thấy được những sự hạn chế nhất định. Do đó họ mới có được cái quyết định cuối cùng là giải thể doanh nghiệp. Thì nếu như mà xét trên thị trường chứng khoán thì giá của KLS đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ 6 là khoảng 9.800. Thì nếu như mà so với lại cái mức giá mà sẽ sổ sách cũng như là mức giá mà có thể chia lại cho cổ đông á, thì ban lãnh đạo của KLS mong rằng sẽ có thể chia được cho cổ đông ở mức 11.000. Thì nếu như mà chúng ta tính ra cái mức này á, thì nếu như mà nhà đầu tư mua ở thời điểm hiện tại thì vẫn có thể là có được mức lời đâu đó khoảng 12%. Thì theo tôi đánh giá đây là một cái mức lời khá tốt nếu như mà xét đến cái thời gian đầu tư là nắm giữ từ đây cho đến khi mà doanh nghiệp giải thể đâu đó khoảng tháng 10 cuối năm nay, thì vẫn là một cái mức lợi nhuận ổn định. Quan điểm của tôi cho rằng nhiều khả năng thì giá của cổ phiếu KLS sẽ tiến lên đến những cái mức kháng cự cao hơn và có thể tiến về vùng 11.000 để cho cái giá trị niêm yết của cổ phiếu nó bằng với lại cái giá trị mà ban lãnh đạo KLS mong muốn chia cho nhà đầu tư. Vâng, tiếp tục là một thông tin khác cũng liên quan tới việc đại hội cổ đông. Thì hiện tại thì những cái báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 của các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp cũng đang khá là khả quan. Thì anh có đánh giá như thế nào về cái kết quả này? Nếu chúng ta nhìn kỹ hơn thì trong thời gian vừa qua thì Việt Nam đã ký hàng loạt những cái hiệp định FTA với lại Hàn Quốc hay là với lại EU, thì đây chính là những cái động lực chính giúp cho tình hình cũng như là nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục đi lên trong thời gian tới. Thì chính điều này đã thu hút
một cái lượng vốn không nhỏ của nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, qua đó làm tăng cái lượng FDI mà những nhà đầu tư nước ngoài họ đổ vào Việt Nam trong thời gian vừa qua, cũng như là kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới. Thì khi mà những doanh nghiệp nước ngoài họ vào Việt Nam á, thì họ sẽ đầu tư nhà xưởng máy móc thiết bị và sử dụng dịch vụ của nhóm cổ phiếu hạ tầng khu công nghiệp này là khá là nhiều, thì qua đó sẽ giúp cho doanh thu của những doanh nghiệp này tăng trưởng. Thì nếu như mà xét kỹ lại thì chúng ta đã có được 5 trên 7 báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2016 của những doanh nghiệp thuộc cái lĩnh vực này, và những báo cáo này cho thấy rằng những doanh nghiệp này đang hoạt động khá là hiệu quả và có mức doanh thu cũng như lợi nhuận khá là tốt trong quý 1 của năm 2016. Thì điều này chứng tỏ rằng họ đang phần nào đó bắt đầu tăng trưởng doanh thu cũng như đang có được những cái triển vọng tăng trưởng nhất định khi mà Việt Nam thực sự sẽ tham gia hiệp định TPP trong thời gian tới. Và qua đó tôi cũng có một cái nhận định rằng là nhóm cổ phiếu này sẽ tiếp tục hưởng lợi và dự báo rằng sẽ có kết quả hoạt động kinh doanh khá tốt trong 2016. Theo những gì anh dự báo thì chắc chắn thì trong thời gian tới thì những cái nhóm công ty hạ tầng khu công nghiệp trong thời gian tới sẽ có cái sự phát triển. Vậy thì anh có thể nêu ra những cái triển vọng của nhóm cổ phiếu khu công nghiệp trong thời gian tới như thế nào? Giống như tôi đã nói ở trên, thì khi mà Việt Nam tham gia những hiệp định FTA hay là TPP trong thời gian tới, họ thì sẽ thu hút được một cái lượng vốn FDI của những nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam rất lớn, thì qua đó sẽ giúp cho doanh thu cũng như lợi nhuận của những doanh nghiệp này có được mức tăng trưởng khá tốt trong thời gian tới. Nếu như mà nhìn kỹ lại thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng cái lĩnh vực này đang là một trong số những lĩnh vực rất là tiềm năng khi giá của những cổ phiếu thuộc ngành hạ tầng khu công nghiệp đang ở một mức giá khá hấp dẫn và có thể tạo ra được một cái mức tỷ suất sinh lợi khá tốt trong thời gian tới. Vâng, vậy anh có thể đưa ra cái khuyến nghị của anh dành cho các nhà đầu tư về nhóm cổ phiếu này như thế nào không? Nếu như mà nhà đầu tư thật sự quan tâm đến nhóm cổ phiếu này thì tôi khuyến nghị nhà đầu tư chỉ nên quan tâm đến những doanh nghiệp đầu ngành, đặc biệt là mã KBC, tức là khu Kinh Bắc. Thì bởi vì doanh nghiệp này là một trong số những doanh nghiệp mà có được số lượng khu công nghiệp khá là lớn, kèm theo đó là những khu công nghiệp này lại ở những cái vị trí rất là đắc địa và thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa của những doanh nghiệp FDI. Nếu như mà họ đặt cái nhà máy sản xuất ở đây thì do đó sẽ thu hút được rất nhiều những doanh nghiệp FDI khi mà họ có quan tâm cũng như đặt nhà máy ở Việt Nam. Không những vậy thì KBC cũng là một trong số những doanh nghiệp cung cấp cái dịch vụ khu công nghiệp này là đầu ngành, khi mà họ có hàng loạt những khách hàng, những công ty đa quốc gia lớn trên thế giới giống như là LG hay là Canon. Thì đây chính là một trong số những cái bảo chứng quan trọng về việc là những nhà đầu tư nước ngoài sẽ tiếp tục lựa chọn dịch vụ của KBC trong thời gian tới. Không những vậy thì nếu như mà quan sát kỹ, chúng ta sẽ nhận thấy rằng giá của cổ phiếu này đang ở một mức giá khá là hấp dẫn và đang có sự tích lũy nhất định. Nếu như mà chúng ta tích lũy tại thời điểm hiện tại thì vẫn có thể tạo ra một mức lợi nhuận khá là tốt trong thời gian tới. Vâng, theo tôi thấy thì những cái nhóm cổ phiếu mà anh Hiếu vừa đưa ra có thể nói là khá hấp dẫn, và rõ ràng là anh cũng đã phân tích ra là những cái nhóm cổ phiếu của ngành khu công nghiệp và hạ tầng khu công nghiệp cũng đang có cái mức giá khá tốt, và các nhà đầu tư có thể quan sát thêm về những cổ phiếu này. Và những ý kiến của anh cũng đã khép lại phần 3 của chương trình. Xin cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, những thông tin vừa rồi mà anh Mạnh Hiếu đã cung cấp cho chúng ta đã khép lại phần 3 của chương trình Giờ Kết Sổ và cũng khép lại chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn sự đồng hành của công ty chứng khoán Phú Hưng và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.